Dạ vâng, em xin chào chị Út. Hôm nay là 14 tháng 3 năm 2021. Thể theo yêu cầu chị hỏi mua cây bông trang tạo Thái Lai thân 1 cốt bên em, thì em xin quay cái live stream, cái video ngắn này để gửi đến chị. Đây, hoàn toàn là 1 cốt hết cho chị. Đây, thân 1 cốt. Đây là 1 thân hết ạ. Em quay cái video ngắn này thân gửi đến chị, để chị có sự so sánh và lựa chọn quyết định về cây trên giống tàu Thái Lai này ạ. Một thân một cốt hết cho chị. Còn em quay cái video ngắn này gửi đến chị để chị có sự lựa chọn nhất định. Và chị hãy để lại bình luận ở bên dưới hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại của em là 0911643600. Em xin cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị ngày cuối tuần thật là vui vẻ, ấm áp và luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong công việc cũng như là trong cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn chị đã xem YouTube ủng hộ em và mua cây bên em. Cảm ơn chị rất là nhiều.